miss you mostly all the time. I think I made a big mistake to let you go, 'cause I'm getting old. Như quý vị và các bạn đã biết thì Sony là đơn vị tài trợ chính cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Và hôm nay, trong hành trình trao quà Tết đến gia đình của các cầu thủ và ban huấn luyện, chúng tôi đang có mặt ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Nào, bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo chân Mỹ Anh đến với gia đình Đoàn Văn Hậu nhé. So many things have changed around since you have changed your mind, wondering who you're with today. And if you're thinking cần about me, đi ở Malaysia là ever since tập trung ở nhà xem đông, nhà xem đông lắm. Ngày hôm ấy cô chú ở nhà cũng có đi làm được cái gì đâu, có cứ ra vào cuối cùng xong rồi mong làm sao đến giờ bà con người ta chạy lại này, các cái không khí hôm mới nó như kiểu mình chuẩn bị đón sang một cái năm mới. Con có được xem một cái hình ảnh là khi mà đội vô địch là có thấy chú khóc đúng không ạ? Thực sự là lúc ấy là cảm xúc của cô chú là thực tâm nói là không còn cái gì để mà nói, nghĩ là nó sướng quá, nó vui quá, đúng chú khóc ạ. Thì Hậu nhìn thấy mẹ ở trên sân đang vẫy, thế là Hậu chạy lên ôm chầm với mẹ và khóc. Mẹ và con ôm với nhau. Dạ. Dù là nhỏ tuổi nhất đội nhưng mà vẫn rất là ngầu thi đấu hết mình. Nhưng mà ở nhà thì Hậu là người như thế nào ạ chú? Ở trên sân thì là nó như thế, nhưng về nhà thì Hậu rất là thú vị mà ỏn ẻn như con gái ấy. Về cái niềm đam mê bóng đá của Văn Hậu thì nhà mình phát hiện ra từ khi nào, lúc đó thì cô chú phản ứng với cái việc ham thích bóng đá của Hậu ra sao? Hậu bắt đầu đi thi ở giải các nhà trường, xong bắt đầu là đến khi thi huyện thích thì cho Hậu đi thôi, chứ còn thực tâm mà nói là chú cũng không nghĩ là đến Hậu được như ngày hôm nay. Chú hồi là cũng xe máy còn chưa có, Độc cứ đạp xe đạp rồi lai con đi thôi, là đi đá giải ở huyện rồi cứ lai vào 9 cây số, sáng ra thì từ 7 giờ đến 10 giờ đấy, xong lại đón con về, mai chiều từ 2 giờ đến 4 giờ lại trung tâm thể dục thể thao Thái Bình. Nhưng họ nhìn nhận thấy Hậu như thế thì là quay họ mới triệu tập là Hậu bé như thế này bây giờ cho đi thì cũng không biết là nó vệ sinh cá nhân của nó như thế nào, thế là quay bảo Hậu thế bây giờ ý con nào nó. Hậu bảo thôi bố mẹ cứ mua cho con một cái chậu thau to, con cứ thay quần áo con bỏ đấy, con cho tí xà phòng, con giận lần vài con vắt ra con phơi thôi. Cái nghị lực của nó ham mê bóng đá lên cao quá rồi. Thế quay nó đòi đi như thế, quay bảo chả nhẽ bố mẹ thì sao, thế mà bảo thôi đi đấy được ý con nhá, thì bố chấp nhận, bố mẹ chấp nhận, cứ lăn tăn với con vì là nó bé quá, mới 9 tuổi đầu xa nhà mà sống một cuộc sống tự lập thì đến chú cũng ngán. Hậu là một thằng con có nghị lực đấy, dám xa nhà xa bố mẹ đi từ hồi đấy. Cô rất thương con mà không muốn cho con đi, thì là con đi hãng còn bé thì thời đấy là chưa có máy giặt, rồi ăn uống ở nhà này các cô chú còn phải nấu nướng cho ăn uống này các, xuống đấy là tự lập hết, ăn cơm nhiều hết. Họ quyết tâm đi thì cô cũng phải chấp nhận, mà nhớ lắm, nhớ con. Chưa biết được là Hậu năm nay có về không, với lý do là năm nay là nếu mà U22 mà triệu tập thì khả năng lớn là không về ăn Tết. Thì Hậu nói kể cô chú cũng buồn. Đi cả năm rồi tưởng được về ngày Tết chứ khả năng khó. Nhân dịp năm mới xuân 2019 thì Sony có một món quà tinh thần gửi tặng đến cho gia đình của mình ạ. Đây là tấm thiệp do chính tay của tổng giám đốc công ty Sony viết tặng. Nhiều sức khỏe. Chinh phục được nhiều chiến thắng trong năm Kỷ Hợi. Dạ, Việt Nam vô địch. Không biết là trong suốt một năm qua mình sử dụng chiếc TV này thì cô chú thích nhất là tính năng nào ạ? Cô chú thích nhất là cái tính năng này là nhân dạng giọng nói. Thực sự là đúng là dễ. Thích cái gì đọc là ra ngay. Đoàn Văn Hậu. Thêm một món quà Tết nữa là dàn âm thanh ha, Sony Sound 3. Thì dàn âm thanh này ở chú là gồm có một cái loa thanh ngang ha, hai cái loa đứng và cái loa sub ở phía dưới này, thì nó sẽ tạo thành âm thanh vòm. Tết Kỷ Hợi vàng xuân túc cùng Sony. Ở ngoài Bắc nhà của nhà Đoàn Văn Hậu gửi cho đấy. Yeah.
Sony hân hạnh là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Sony.